mẫu đàn C140 thì nó có 3 cây ha, ở đây có 3 cây. Thì anh em nhìn kỹ coi là mình chọn thích cái kiểu cái nào nha. Từ đây là làm bằng gỗ thiệt, gỗ 100%, cho nên là nó sẽ có những cái vân khác nhau tùy theo mình chọn. Rồi, anh em nhìn kỹ vô đây. Rồi, nhìn đây ha. Đây là mặt trước của đàn, là cây này mình đánh dấu là cây số 1 nha. Cây số 1, đó. Rồi, đây là mặt sau. Âm thanh là giống nhau nha, yeah, âm thanh thì giống nhau. Nó chỉ khác là cái vân gỗ nó khác thôi. Đây là gỗ điệp cho nên là nó sẽ có những cái mắt gỗ. Cái này thì không có mắt, có mắt nhỏ nhỏ đâu. Thì thường cái gỗ này nó sẽ có mắt chứ nó không có phẳng lì được. Nhiều anh em nói sao cái gỗ này nó có lỗ mắt lực. Thì cái gỗ này, đặc tính cái gỗ này là nó là như vậy. Còn những cái gỗ ít mắt hơn là ví dụ như là gỗ cẩm ấm chẳng hạn, những gỗ mắc tiền đó, thì ít mắc gỗ hơn, hoặc là những cái loại mà gỗ nhân tạo á, gỗ ép á, thì nó lại thẳng đẹp đều đẹp. Còn đây gỗ của Việt Nam mình cho nên là nó cây thường có cái nhánh á, rồi có mắc. Rồi cây này, cây số 2 ha. Rồi nhìn kỹ nha, đây nhìn kỹ thì gần lại nè đó. Mặt trước là mặt thông. Đây là cây số 2. Rồi anh em nhìn kỹ nha, nhìn kỹ là mình thích cây nào thì lấy cây đó. Rồi cây số 3. Cái này là mình có video test âm thanh riêng rồi, cho nên là ở video này thì mình không có test âm thanh, mình chỉ giới thiệu cái ngoại hình của đàn thôi. Cái này dư dây lấy kèm cắt là được. Rồi mặt sau đó, một trong ba cây ha. Anh em thích cây nào thì báo lại cho mình để mình gửi cho anh em. Rồi ok chưa? Rồi quá trời luôn.